hàng rèn truyền thống Đô Lê Nhân. Xin chào tất cả mọi người, bên em hôm nay tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái lô sản phẩm mới, cái mẫu sản phẩm mới của bên em, đó là cái dòng dao chuyên để phát cỏ, dùng cho máy cắt cỏ cầm tay các bác nhé. Con này bên em thiết kế là 4 lưỡi, các bác lắp vào máy cắt cỏ cầm tay vừa hết nhé. Độ dài 15cm, lỗ là 25. Đấy, lắp vừa tất cả các loại máy cầm tay. Dòng này bên em làm chất liệu thép tuyển chọn rất là chất lượng, độ sắc cao, sắc ngọt các bác nhé. Các bác mà dùng như phát cỏ, phát nương thì sử dụng cái lưỡi dao này thì cực kỳ đỉnh cao luôn. Từ cái kỹ thuật làm cũng như là cái chất thép của bên em được tuyển chọn rất là kỹ. Đấy, cái dòng này các bác về các bác cứ cắt thử giấy hoặc là cạo lông cho em thoải mái nhé. Tại vì cái chất lượng bên em lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Đấy, làm cái sản phẩm này cũng rất là khó. Đầu tiên bọn em phải tuyển chọn là cái dòng thép rất là chất lượng cao, không được giòn, nếu không là nó sẽ bị dễ mẻ. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Em các bác cần thì để lại số điện thoại bên dưới 0972 3484183 nhé.